Nếu không nổi tiếng trên chỗ vợ thiếu nha. Hôm nay ở đây chồng muốn nói với vợ bằng tất cả sự chân thành của chồng. Cảm ơn vợ đã luôn quan tâm và yêu thương chồng bằng cả tấm lòng. Nhờ có vợ mà chồng luôn thấy hạnh phúc, mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp trong cuộc sống. Thói quen đặt chân của vợ lên chồng mỗi khi vào trình giấc ngủ, cách vợ véo bụng chồng và treo chồng tăng cân. Khoảnh khắc chúng ta cười và nhảy cùng nhau với khoảnh mắt ngốc nghếch. Chồng yêu tất cả những khoảnh khắc đem vợ. Hãy cứ yêu nhau như này đến hết cuộc đời nha. Yêu vợ. Trời ơi, dễ thương quá. Thì vợ chỉ mong là chồng cứ yêu thương vợ như vậy. Dễ thương quá, dễ thương quá. Rồi. Mạnh dạng đoán luôn là anh chồng này người nước sao ngoài. Người cái nét rất là Hàn Quốc đúng không? À, cho nên là người em Hàn. Em người Hàn Quốc đúng không? Dạ, người Hàn Quốc ạ. À. Em nói được tiếng Việt hả? Một xíu thôi ạ. Một xíu thôi. Một xíu. Mời em giới thiệu bản thân, giới thiệu về mình. Dạ. Mình tên là Choi Sang Nhung và bây giờ là 33 tuổi. Bây giờ làm việc ở công ty thực phẩm như quản lý nha. Long là cũng được ạ. Long. Long. À, tên Việt Nam á, phải tên không? À, Long. Long đi. Chào Long. Dạ. Mời em. Dạ, con tên là Trần Khang Thụy. Dạ, con 23 tuổi, con làm phiên dịch viên. À, phiên dịch viên tiếng Hàn hả? Dạ không, con làm phiên dịch viên tiếng Trung. Tiếng Trung mà tại sao lại có người Hàn vậy? Đúng rồi, nói sao ngộ vậy ta? Là chắc là ổng đi du lịch ở bên Trung Quốc. Dạ. Ổng gặp con đúng không? Dạ không. Gặp nhau ở quán cà phê, tình cờ biết nhau là lấy nhầm cái nước uống của nhau á. Xong rồi cái kiểu như là uống giống nhau nhưng mà lấy nhầm thì có cái tên á, cái đổi lại. Sau đó con cũng về chỗ ngồi rồi thì tự nhiên cái anh này kiểu đi qua rồi bắt chuyện. Lúc đầu là nói tiếng Anh, sau đó kiểu tiếng Anh của con cũng không phải là lưu loát lắm á. Anh mới nói là vậy thôi nói chuyện bằng tiếng Việt đi, anh cũng biết tiếng Việt một chút. Có bất ngờ đúng không? Dạ. Sau đó anh về anh mới liên lạc cho con. Lúc mà anh đi qua đó, con nhìn cái dáng của anh đó, giao diện á, con nhìn giao diện con của anh. Con có thích người Hàn Quốc. Long có biết là Thụy không thích người Hàn Quốc không? Đúng rồi, khi lần đầu tiên sau khi nhận số điện thoại em đã liên lạc mấy lần rồi, khoảng 3 lần để gặp nhau. Nhưng mà vợ từ chối. Tại sao con lại không thích? Kiểu con cũng có bạn, cũng có người yêu là người Hàn Quốc á. Thì có gặp một số người không có tốt. Nên là cái ấn tượng của con về người Hàn Quốc á là những cái chàng trai đó là kiểu hay ăn chơi, rồi xem con gái Việt Nam không có giá trị gì. Nên là con cũng không có ấn tượng cho tốt. Cho nên là có thành kiến. Dạ, dạ đúng rồi. Đúng không? Như vậy có nghĩa là con thích con trai Việt Nam, Hồng Kông hơn hả? Dạ đúng rồi. Đó, mới học tiếng Trung chứ bộ là phiên dịch tiếng Trung đúng không? Còn mấy anh Kim Kim này nọ rồi. Con không thích. Sang Yong rồi là ông thích buồn không? Long buồn không? Long nghe Long buồn không? Đầu tiên chắc là buồn một xíu. Nhưng mà bây giờ là ok, bây giờ thành công rồi mà. Ủa tại sao Long lại xin số điện thoại của Thụy? Vì xinh quá. Con đã không thích trai Hàn rồi. Yeah. Mà cái ông Hàn Quốc này lại nhắn tin cho mình. Và là con không có trả lời liền đúng không? Dạ sao? Trời ơi sao cái người này nó dai dữ vậy? Cái anh này anh nhắn hoài luôn, anh nhắn liên tục luôn. Sáng nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Dạ luôn. Nhắn hoài mà con không trả lời cũng nhắn nữa. Rồi ảnh cũng rủ con đi chơi, gặp nhau, đi ăn, đi uống. Nhưng mà con không có thích, nên là con cứ từ chối á. Thì cái lần đầu gặp nhau á là cái hôm đó con có hẹn với bạn con trước. Nhưng mà bạn con nó bể kèo với con thấy lỡ trang điểm, lỡ sửa soạn hết rồi. Ông này tự nhiên cái rủ đi chơi, đi ăn, xong rồi con cũng ok, cũng đi luôn. Là lần đầu tiên gặp nhau. Long có biết rằng là mình là được cô ấy cho đi chơi là kèo vớt không? Sao hiểu được cái kèo vớt? Makeup hả? Makeup thôi. Lần đầu tiên. Long hiểu không? Lần đầu tiên mà đi với chồng là như vậy. À thế hả? Ồ thế hả? Là bây giờ Long mới biết hả? Bây giờ mới biết à? Đó. Có buồn không? Đã không biết lúc đó là đã nhắn tin là muốn xem phim cùng nhau. Không, phim này, xem phim này. Rồi sau đó là ok. Vì thế lúc đó là đã hạnh phúc. Gặp lại ảnh đạp với phim thì có khác gì so với lần đầu? Dạ thiệt ra là lần đầu là tụi con đi ăn trước. Sau đó tụi con mới đi xem phim. Thì lần đầu là con đến trễ. Sau đó con thấy trời sao mà người này ngựa dữ vậy. Con trai Việt Nam á, họ không có sửa soạn nhiều đến như vậy. Sau đó con nghĩ là chắc anh này ảnh cũng châu chuốt lắm, thì con không thích con trai châu chuốt. Sau đó nói chuyện một hồi á, thì ảnh mới con mới thấy ảnh dễ thương.
con đó, tưởng anh này là BD luôn á. Tại vì á hả, theo con thấy, con cảm thấy là mấy anh khác thì cũng giả bộ nắm tay hoặc là skinship đụng đụng con gái đó, nhưng mà anh này là chỉ xem phim thôi, không không đụng gì con, ngồi một góc xem phim vậy thôi. Không, nếu con nghĩ là ảnh là người đàng hoàng. Dạ đúng rồi, lúc đó con mới nghĩ ảnh là người đàng hoàng. Long, sao mà Long ngồi trong rạp xem phim mà không nắm tay cổ? Em không muốn giống như một nhà anh như thế. Muốn biết nhau trước, sau đó từ 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 quen nhau. Em thích đó. Vì thế đầu tiên cố gắng nói chuyện nhiều và biết nhau nhiều. Em tập trung về đó. Thì hôm đó là nói tiếng Việt hay là nói tiếng Anh? Đầu tiên cố gắng nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhưng mà vợ nói và không nói chuyện tiếng Anh giỏi được. Vì thế em bắt đầu nói tiếng Việt. Dạ, cái nắm tay đầu tiên là lúc nào thì mới bắt đầu đụng chạm? Là cái nắm tay đầu tiên á. Cái lần mà đi chơi lần thứ ba. Cái hôm đó là tụi con cũng đi ăn uống, nói chung là đi chơi bình thường, sau đó đi dạo. Cái đường cho người ta đi bộ, nhưng mà tự nhiên cái chuẩn bị qua đường, anh nói là thôi đi qua bển, đi qua bển mua nước uống. Xong cái ảnh nắm tay con để dắt qua cho sợ xe. Ảnh tưởng đâu qua đó con mới thấy là ủa đâu có xe đâu, là lần qua bển rồi cái nắm luôn. Từ đó Lâm có cơ hội nào để mà hung cổ không? Ngày thứ ba không hôn, chỉ nắm tay thôi. Tới ngày thứ tư mới hôn đúng không? Thứ tư là cũng không hôn à. Gieo nhau từ hôm nay chúng ta gieo nhau nhá, sau đó là hôn. Bao nhiêu lâu thì mới là yêu nhau? 4 ngày. Ngày thứ tư là ngày thứ tư là yêu nhau đúng không? Trước ngày cưới khoảng 7 ngày á, thì vợ chồng con thì có một cái vấn đề. Lúc trước chồng con với lại người yêu cũ đi du lịch và chụp hình nhiều. Sau đó cũng được báo đăng lên, mấy cái báo du lịch đăng lên là cặp đôi đi du lịch như vậy như vậy. Trước ngày tụi con tổ chức đám cưới 7 ngày thì tự nhiên cái những cái bài đó được đăng lên lại. Xong lúc đó bạn bè của con rồi anh em của con á gửi cho con, nói ủa chồng sắp cưới của mày sao chụp hình đồ này nọ với con gái khác, con mới cho ảnh xem. Sau đó ông này hùng hổ lắm, viết ra hết những cái trang nào, tìm số điện thoại rồi nói chuyện với người ta, nói là bây giờ xóa liền cho tôi hả, tôi sắp lấy vợ rồi, tại sao lại làm như vậy, buộc là phải xóa. Mấy người đó nghe ảnh nói không hiểu cái ảnh sổ tiếng Anh cho mấy người đó nghe. Bất ngờ và lo lắng nhiều vì cũng anh trai của vợ đã xem báo đó và nhiều người bạn bè vợ là đã xem đó. Vì thế lo lắng nhiều, sắp cười chắc là vợ là buồn quá. Để lo lắng về vợ nhiều quá. Đã gọi nhiều. Cái này là phải bắt buộc xóa, giúp em nha. Cái này là bây giờ gấp. Sau đó là hồ xóa giúp em. Đó, bây giờ lấy nhau xong rồi á là... Tụi con có em bé chưa? Dạ chưa. Mới cưới được có 6 tháng thôi mà đúng không? Dạ đúng. Rồi về ở chung với nhau rồi thì vợ á có cái gì làm cho Long hết hồn không? Có tật xấu gì không? Không có gì xấu. Nhưng mà một cái thói quen là vợ luôn luôn như này. Khi uống vợ phải lên hai chân lên em. Lên người của Long. Đặt cái chân lên Long. Hai chân luôn hả? Hai chân luôn hả? Em phải ôm vợ như này. Mặc dù hai chân lên ở đây nhưng mà phải ôm như này. Em cố gắng ôm nhưng mà khi uống là thỉnh thoảng là không ôm. Mỏi quá. Mỏi quá. Khi uống rồi một xíu ôm lại. Nhưng mà mai là vợ luôn luôn tức giận. Tại sao hôm qua không ôm mà vợ không nhớ? Em cố gắng. Có nghĩa là ích kỷ trong giấc ngủ. Vợ em có ghen không? Nhưng mà cái này là không sao vì em cũng ghen nhiều. Ghen nhiều hơn con. Thôi để chúng nó con khai. Ở công ty có nhiều nhân viên con gái nữ. Và vợ là luôn là không ngồi bên cái nhân viên nữa nha. Thì ngồi sau đó chụp hình bên cái không có ai. Bây giờ ăn chưa nha. Sau đó ăn chưa. Nói chung là cũng có ghen đó. Rồi bây giờ Long mong muốn Thủy thay đổi điều gì? Một cái muốn thay đổi là như vậy. Vợ là luôn luôn suy nghĩ khi ăn món không thích khi con món. Con món ăn sau đó đồ ăn dư gì? Dạ đồ ăn dư á. Cố gắng ăn tất cả hết cho hết. Quan trọng nhất là sức khỏe. Sau khi ăn xong vợ về nhà vợ cảm thấy mắc ối. Lúc đó là em lo lắng nhiều. Vậy là cố ăn đó. Tức là tiếc của đó. Dạ, tiếc của. Rồi bây giờ tới con đó Thị.
Anh này rất là bừa bộn, quăng đồ, quăng cỡ vớ, cỡ giày, quăng quăng. Con mới hỏi là cái này ai dọn? Cái anh mới nói là mình là em bé, mình không dọn đồ. Không phải dọn. Đâu lòng nói sao đâu, mỗi lần gầm. Lòng làm sao? Làm sao? Em bé. Con bủa. Quá ghen. Giống như con mặc đồ như vậy là hở rồi nha. Làm bình thường là sẽ rất là khó chịu. Vợ là người thích chia sẻ hả? Vợ là người thích share hả? Sẽ nói con như vậy á. Rồi ảnh không có cho con trang điểm nhiều. Nếu mà đi hai người thì có thể trang điểm nhiều, nhưng mà bình thường đi một mình á thì sương sương thôi. Thì vào sương khóa khi đi ra là sợ, đúng không? Sợ người ta là thích thế nào? Cướp á, đúng không? Đúng rồi. Rồi nhân đây thì con mong muốn Long thay đổi điều gì? Là đừng có ghen khùng ghen điên nữa là được rồi. Hiểu không? Hiểu không Long? Hiểu. Cho mặc đồ giống vậy không? Ok nhưng mà lên một xíu. Ok nhưng mà lên một xíu. Thì hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là Long có muốn thể hiện hay Long có muốn nói gì với vợ yêu của mình không? À, em đã chuẩn bị một cái thư, viết thư rồi. Viết lên rồi. Rồi. Nếu không nói tiếng Việt rồi, vợ hiểu nhá. Hôm nay ở đây chồng muốn nói với vợ bằng tất cả sự chân thành của chồng. Cảm ơn vợ đã luôn quan tâm và yêu thương chồng bằng cả tấm lòng. Nhờ có vợ mà chồng luôn thấy hạnh phúc, mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp trong cuộc sống. Thói quen đặt chân của vợ lên chồng mỗi khi vào chìm giấc ngủ, cách vợ véo bụng chồng và treo chồng tăng cân. Khoảnh khắc chúng ta cười và nhảy cùng nhau với khoảng mắt ngốc nghếch, chồng yêu tất cả những khoảnh khắc bên vợ. Hãy cứ yêu nhau như này đến hết cuộc đời nha. Yêu vợ. Dễ luôn. Dễ luôn quá. Thì vợ chỉ mong là chồng cứ yêu thương vợ như vậy. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Rồi. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Lý Trọng Nghĩa, làm việc ở ngân hàng Exim Bank. Năm nay em 29 tuổi. Thấy con em. Em tên là Trình Vũ Hoàng Anh. Em 28 tuổi, hiện là giáo viên. Chà, cô giáo đi mượn tiền. Không phải, đừng nghĩ gì. Cô giáo dạy có tiền nhiều quá, vô gửi tiền gặp anh Lý Trọng Nghĩa. Hai trường hợp đó là đúng trường hợp nào bạn? Dạ, không có trường hợp nào đúng hết trơn. Công nhận hai chuyện hay ghê. Quá. Biết đói là gì á. Thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Hai vợ chồng em gặp nhau trong lớp học võ. Không có liên quan gì tới ngành nghề hết. Ngoài tiên liệu, em thấy chưa? Ngoài sức tiên đoán của mình. Nãy chị đoán được chút chút thôi. Có cái họ Lý là dính tới Lý Tiểu Long, cơ bắp hơi mút sồ thôi. Không ngờ bây giờ cô này ốm nhom nhách, chị cũng đi học võ. Ghê thiệt chứ. Là giáo viên nhưng mà em rất là mê học võ từ nhỏ. Mẹ nói con gái học võ rồi mai mốt lấy chồng rồi đánh chồng, nên là má không có cho đi học võ. Cái sau này lớn đi làm rồi cái tự đi đăng ký đi học. Lúc mà đi học thì gặp cái anh này. Lâu lâu thấy anh vô một bữa, mà ảnh vô ha, mặc bữa nào vô tập là anh mặc áo ba lỗ. Mình thì cơ bắp ảnh đô, nói chung là cũng men, mà ảnh thì ảnh được cái anh đánh đẹp. Mình cũng thích nữa, mình muốn tập với ổng mà không bao giờ ổng mía tới mình hết á. Thì trong lúc tập thì em chỉ chọn những bạn mà xinh xinh nè, em hướng dẫn thôi. Lúc đó cậu ốm lắm, da đen, tóc tay thì sơ sát, mình nhìn mình thấy không có cảm tình chút nào. Thấy ảnh tập với những người khác mình cũng tức lắm, mày quyết tâm phải là gọi là tập với ổng cho bằng được. Thì vô tình cái ngày hôm đó là thầy kêu em lên đóng cái vai mà nữ tự vệ khi mà nữ bị hãm hiếp. Thì trong lớp thì chỉ có mình ổng lớn hơn mình thôi, cái kêu ổng lên. Cuộc đời bất hạnh từ đó. Bất hạnh từ đó. Ủa là sao ta? Vậy là có như ông bị ấy hay là ai, là ổng ấy em hay là em bị là sao? Anh nói cho chị Vân nghe. Thầy kêu em lên là đóng vai người hãm hiếp, em sẽ giữ dần thôi. Lúc đó trong đầu em thấy cảm thấy không hứng thú chút gì. Thầy kêu giờ Hoàng Anh nằm xuống. Em nằm ngồi lên, đè giữ chặt tay, mặt giữ vô. Tại bữa đó em chủ quan, nhìn con này ốm yếu quá, không đánh gì được đâu. Mình đè thử ra chỗ đó, mình qua ra nổi không. Không ngờ mày cũng mạnh quá, mình qua bước nên gói một cái trúng ngay chỗ hiệp. May là lúc đó em cũng phản ứng, nhưng mà né mà né không hết, vẫn còn trúng khoảng 70%.
70% là nhiều lắm. Lúc đó đau, đau thật, thật, thật không đứng gì nói. Đau cái nào chứ đau cái đó đau vào. Thế em quằn quại trong bao lâu thì em tự lực cánh sinh đứng dậy được? Chỉ cần 30 giây thôi. Nhưng mà... sĩ diện, ông sợ nằm lâu, đúng người ta rồi. Nói ông không có chuẩn men nữa. Rồi cái lúc mà từ trong đó là ấn tượng luôn, trong cái cơn đau đớn đó thì là em bắt đầu ấn tượng vợ của em đúng không? Đúng rồi, em ấn tượng vợ em và em xin số điện thoại. Chắc là từ sau cái bữa đó em ấn tượng là hoàn toàn bị vợ em làm cho em ngã gục đúng không? Dạ yeah. Chính thức quen nhau. Chính thức quen nhau, phải không? Chính thức quen nhau mà không có ngỏ lời nói là chúng mình quen nhau rồi tới giờ cũng không nói nữa. Nhưng mà anh khờ khờ gì chắc anh chắc chỉ cuộc đời anh biết có mình em à. Không có đâu chị, khờ gì chứ mà đào hoa lắm. Mà tới gần tới ngày cưới em còn bị mấy cô của anh gọi điện nha. Anh suy nghĩ chưa mà cưới nhỏ đó. Như đốt nhà cho khỏi cưới vậy đó. Cũng may tại vì mình thử thách chứ rồi cứng lòng nên chấp phải trả lời anh ta là suy nghĩ kỹ. Lúc đó mà bị lung lay với gái đẹp nữa. Ngày xưa đi học bỏ là mấy gái đẹp rồi. Chứ không phải là tới bây giờ. Trời ơi sao mà Nghĩa bất cẩn như Nghĩa. Rồi chị tỉnh ngủ luôn nè Thuận. Là em có hình ảnh gì có cất trong tủ riêng không? Có. Chị mét vợ em á, chị đi chơi với nó đó nha. Rồi bây giờ á, Nghĩa thú thật đi, sau khi cưới về rồi đó, còn có bắt cá hai tay không? Dạ không, em tuyên bố là tới giờ bây giờ chỉ có mình vợ em thôi. Thì em nói vậy, em tin vậy chứ biết đâu. Ủa chứ... hai em là đã có em bé chưa? Dạ có rồi anh, em bé được 7 tháng rưỡi rồi. Nghĩa là đám cưới cho đến bây giờ là bao lâu rồi? 2 năm rưỡi. Cuối năm rồi. Từ khi mà về sống chung với nhau thì có phát hiện ra chồng em có cái gì đó thay đổi khác lạ so với lúc mà chưa cưới không? Hồi đó chưa cưới thì em ngưỡng mộ ông lắm. Ông học võ mà chuẩn men, đã đứt vỏ đùm lum hết. Vì cái vỏ đó mà mình mang họa vào thân mình. Là sao? Tức là hà cắn tay thượng cắn chân là cứ lấy vợ ra làm thí nghiệm. Tức là đi học võ được cái chiêu này là bắt đầu về là em ơi anh mượn cái tay nha, anh mượn cái chân nha. Là cứ là quánh vợ. Cái lấy vợ là quánh theo đòn thôi. Nhiều hôm mà lỡ mà đà ấy quá dập mặt xuống đất là chuyện bình thường. Có nghĩa lấy em làm cái đồ thí nghiệm đó. Em là người đồ thí nghiệm nha, còn đang bầu vẫn còn bị dính đòn. Trời ơi. Ừ, sao thử mà đâu thử ác vậy trời. Có khi nào mà Nghĩa đánh em mà đánh mạnh tay đến nỗi mà em vợ em đánh lại không? Có với anh, tại vì em cũng dân thể dục mà mình cũng không vừa đâu. Mà anh đánh mà cái nào mà đau quá là em không đợi đến lúc mà anh né đâu. Vừa đông cái là chụp tát mặt liền. Chụp tát ông cái nào là ông dán trời cái đó liền. Nghe kể thì thấy là tội nghiệp cô vợ và trách anh chồng. Nhưng mà nghe xong hết chuyện thì mới thấy tội nghiệp cái người mà ra tay. Vợ em còn có những tật xấu gì không? Vợ em mà nói chung là tính rất là nóng. Gặp cái việc gì mà không vừa ý là cứ quan quát lên. Mà thường hai người khi nào mà cãi nhau thì ai là người thắng ta? Em. Vợ em thắng. Thắng bằng hình thức nào? Thắng trong sự ức chế chị. Tại vì cãi nhau ổng không bao giờ ổng nói hết á. Cãi giống như mình nói chuyện với bức tường á. Ổng im, sao mặt ổng đơ ra, xong rồi mình nói mà ổng không bao giờ ổng bàn cãi mình á. Mình nóng như lửa vậy mà cái im lặng của ổng giống như châm dầu vô lửa. Mình muốn ổng nói ra cho mình biết là ổng suy nghĩ gì nhưng mà không bao giờ ổng nói hết. Cái im lặng mà từ hồi quen nhau không ngỏ lời là mình đã điên rồi. Sau mà im lặng có thấu hiểu không? Có tiếp em chả biết anh thấu hay không nữa mà ổng im hồi cái ổng bỏ ổng đi. Xong ở nhà là coi như là mình tự giải quyết với cái những gì mà nãy giờ mình đang nói vậy. Mình không có giải tỏa được. Mình đợi ông về phải tới 2 ngày sau, 3 ngày sau mới về. Chứ bây giờ em ở đó một lát thì chắc chắn thì có chuyện. Em bỏ em đi ra ngoài uống cà phê, đi đâu vòng vòng để cho nó thư thả. Đôi khi cái sự im lặng nó khiến cho mình khó chịu. Mình không biết được cái đối phương mình nó nghĩ gì, làm gì. Trả lời giả dối cho biết một tiếng đi được và tẹt ra nói hồng thôi. Coi như là bữa nay nói rồi đó. Tại vì không im lặng là đánh lộn. Mà bây giờ đánh là không biết ai thắng ai đây. Cho nên là cái giải pháp đó là giải pháp an toàn. Đúng không? An toàn nhất. Đó, bữa nay là hiểu chưa? Coi như mọi lần là ở nhà có hai chồng là anh đâu có nói đúng không? Nhưng mà bữa nay gặp nhau ở đây thì là anh đã nói ra lý do tại sao anh bỏ đi như vậy rồi đó. Đúng không? Hôm nay là hai người đã nói ra được rất nhiều thứ ấm ức mà đối phương ở khi ở nhà thì chưa có nghe được. Vừa nói, bây giờ nói rồi đó. Rất hy vọng là sau cái buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu nhau hơn. Sẽ dành thời gian để mà gọi là khuyên bảo nhau nè, hoặc là góp ý xây dựng phê bình trong thân ái đoàn kết. Rồi, xin cảm ơn. Cười không thấy tụ quá. Đúng rồi. Ê, Hân Anh chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ chúng ta làm thủ tục đầu tiên nha. Đó là giới thiệu về bản thân mình, cũng như công việc và chỗ ở hiện nay. Nha, mời các em. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Trang Ngọc Thiện. Con là quê ở Bến Tre. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Là hiện tại là hai vợ chồng con đang làm chung về kinh doanh.
Kinh doanh. Dạ. Kinh doanh tại gia hả con hay sao? Dạ đúng rồi. Online hay offline? Dạ online. Có thể bật mí chút xíu về cái công việc, cái công việc đó là như thế nào? Dạ về online thì hai vợ chồng con đang bán chuyên về dòng mỹ phẩm, còn offline là hai đứa có mở một cái quán bún bò nhỏ nhỏ ở Vũng Tàu. Nghĩa là ở Tuốt Vũng Tàu đó. Dạ đúng rồi, tại quê vợ. Rồi ai coi trên đó con? Dạ đó thì có chị hai con lo, mà cái đó là chỉ là cái nền tảng đầu tiên thôi, còn sau này con sẽ mở chuỗi ở trên Sài Gòn và một số nơi khác. Có nghĩa là mình thí điểm trước ở quê đúng mình. Đúng rồi, thử nghiệm trước. Bữa nào chú Quốc Thuận ghé Vũng Tàu sẽ liên hệ con và đến ăn thử. Dạ sẵn sàng. Chú mê bún bò lắm. Dạ. Rồi bây giờ tới cái họ Trang lạ quá ha. Thì chị mới họ Trang. Lê Phương á, Lê Phương cũng là Trang á. Ai vậy hả? Lê Phương là Trang Dương Lê Phương. Ồ. Họ Trang. Trang Bích Liễu rồi đó chị. Trang Bích Liễu. Không, chị lại tưởng Trang Bích Liễu là nghệ danh chứ chị không có nghĩ là Trang là một cái họ. Đúng rồi. Bữa nay Rồi mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Hồ Thị Hồng Mơ, sinh năm 97, năm nay 25 tuổi. Hiện tại thì như chồng có nói là tụi con chung kinh doanh chung và hai vợ chồng cũng đang mở quán ăn riêng. Dạ. Hồng Vân và Hồng Mơ á. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa cho chú biết đi, cái câu chuyện tình yêu của các con nó bắt đầu như thế nào? Và đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ. Gặp nhau quán bún bò không ta? Lấy nhau lâu chưa? Hai đứa này là thấy là thuận lợi lắm này, làm ăn cũng được, các thứ này kia. Dạ. Vậy là nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Trai hơn. Dạ, mẹ chồng con nói vậy luôn. Dạ, tụi con gặp nhau là ở đây luôn à? Ở đây? Sài Gòn luôn. Vậy là chương trình bạn muốn hẹn hò đúng không? Dạ, tụi con gặp nhau ở chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Trời nó ghê hơn bạn muốn hẹn hò nữa. Tại vì bạn có nó thần tốc luôn á. Bạn hẹn hò nó còn có thời gian. Ừ dạ, đúng rồi. Cái này là thần tốc gặp luôn. Cái vịnh luôn. Tốc độ luôn. Tốc độ thật sự luôn, tất cả mọi thứ đều tốc độ. Vậy đó hả? Đâu kể đi, kể đi con. Là tụi con bắt đầu quay phim vào ngày 8 tháng 10. Dạ là hôm đó tụi con quay phim ở trên. Năm nào? Dạ năm 2021. Là năm vừa rồi luôn. Cái tưởng năm nay là đúng là siêu tốc độ luôn á. Dạ đúng rồi. Cái sổ của con là đầu tiên ở trong sau mà cái kỳ dịch đó luôn đó. Sau dịch là cái sổ đầu tiên của Ghép Đôi Thần Tốc tụi con quay luôn. Thì quay xong thì tụi con có bấm nút chọn nhau. Lúc đó thì xong rồi cái ra xuống dưới thì tụi con có ngồi nói chuyện đây tầm một tiếng nữa. Cái là sau đó tiến tới luôn. Vậy đó hả? Tức là bấm nút một phát xong rồi một tiếng đồng hồ đó là hai đứa cảm nhận là cái kiểu là mình cảm nhận được cái đối phương, cho nên là mình muốn đi tìm hiểu đối phương, là muốn đi xa hơn. Cho nên là tụi con sau khi chương trình về thì hai đứa cũng có liên lạc người kia. Rồi xong con qua nhà bạn vợ con chơi. Rồi xong cái hai đứa tìm hiểu nói chuyện nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn, cái xong cái tới bây giờ cưới luôn. Cưới luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con ở Vũng Tàu hay là con dọn về về Sài Gòn rồi? Dạ con thì con vẫn ở Sài Gòn là khoảng 6 năm nay hơn rồi. Từ 2015 là con ở Sài Gòn rồi. Thì đợt đó thì cũng trên phương diện là dịch xong á, là con cũng chưa nghĩ mà cũng không có việc gì làm cả. Rồi kiểu con muốn tìm một người thật sự là nghiêm túc để mà có thể là mình có thể quen lâu dài. Chứ thật sự con rất là không thích cái cảnh mà cứ quen nhau xong rồi chia tay á. Rồi xong nó cứ mập mờ, con không thích. Thì con đăng ký chương trình này với phương diện là thoải mái thôi. Xong rồi lên đây thì lúc mà mở cái cánh cửa ra thì nói chuyện lúc đầu ban đầu con tưởng tượng chồng con là một cái người rất là gầy á. Gầy rồi kiểu khô khô vậy đó. Tại vì nghe nói chuyện chân thật lắm thì con tưởng tượng được như vậy. Thì lúc mở ra chỗ đẹp trai quá. Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Đúng rồi, đẹp đúng trai rồi. Quá đó. Còn bạn này cao không? Có con ấn tượng về chiều cao anh không? Không, nó thì ngồi con không biết mà tại vì con chỉ nghe là anh thì anh biết bơi rồi, anh cũng biết chơi bóng rổ, anh cũng bóng đá, mà na con trai mà kiểu mà thể thao này kia khỏe mạnh nữa. Phải rồi. Con thích lắm. Mà ai kêu không thích đẹp thì con không biết, nhưng mà hoặc là ai nhận xét như thế nào con không biết, nhưng mà con thấy chồng con đẹp trai. Mở ra hết hồn luôn. Mở ra hết. Kêu thôi lại bấm rồi. Nhưng mà bạn này mở ra thấy vợ mình sao? Có hết hồn không? Dạ thấy dễ thương lắm, tại vì trong quá trình mà quay chương trình á, bạn có kể hoàn cảnh gia đình á, thấy thật sự đây là một cô gái rất là nghị lực. Nói chung là gia đình trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà vẫn trên đây ở trên Sài Gòn một mình, vẫn đi làm này kia, vẫn phụ gia đình để mà trang trải cuộc sống này kia. Thật sự là một phần là ngưỡng mộ về cái tư duy của vợ con. Cái đó là lúc chưa thấy mặt thôi. Mà tỷ dụ mà giờ mở ra mà không có dễ thương vậy cũng dễ gì ha. Lúc đó chồng bấm chung đâu. Dạ nói chung là hai vợ chồng đều thích cái đẹp. Đúng đúng không? Đúng gặp một cái là choáng ngợp liền đúng không? Quá. Đẹp bên ngoài và đẹp ở trong tâm hồn nữa đúng không? Dạ. Thế thì con có thích cái vẻ đẹp tâm hồn của anh không? Dạ, lúc đầu con sẽ kể như rõ như thế này là lúc đầu thì con nhìn anh là đẹp trai thì con nghĩ là thấy kiểu đẹp trai mà còn kiểu hiền hiền hơi dính dính. Thì chắc anh này ở ngoài chắc cũng phải kiểu như là này thế này thế kia á, mà hiện nay thì xu hướng người ta hay gọi là trap boy á. Đúng sao mà hiền mà kiểu dễ thương mà kiểu còn pha trò rồi vui tính như vậy thì làm sao mà không có nhiều cô gái theo được. Thì con cũng nói chuyện từ từ thì xong rồi một thời gian con thấy là
kiểu anh này là vừa rất là thương gia đình luôn, rất là sâu sắc luôn, mà chúng là hay gọi về cho gia đình, nó hay qua nhà con là gọi về cho gia đình, gọi về cho ba mẹ nè đó, hay tâm sự, thì con nghĩ là anh này nghiêng về gia đình nhiều. Bên cạnh đó nữa là anh dành 100% thời gian cho con luôn, là lúc nào sau cái chương trình xong là ngày nào alo em, và rất là chủ động thật sự luôn, và kiểu là rất là chủ động luôn. Thay vì hiện nay á, người ta hay hỏi là em ăn cơm chưa, vậy em ăn đi thì không có nghĩ gì hết, còn đây là hỏi em ăn cơm chưa, rồi em chưa ăn ok tí hồi qua chở đi ăn. Đó, rồi ví dụ ở nhà cô là nhà con có cái nhà con nhỏ xíu à, thì con hay lau bằng tay, con không thích lau bằng cây thì con lau bằng tay vậy đó. Thì chồng con kêu sao em cứ lau bằng tay hoài vậy, chỉ nói một câu thôi, hôm sau chồng con vác là chổi chổi nè, rồi cây lau nhà nè, rồi bình nước nè, qua lau tức là dọn có sự hết quan nhà tâm luôn. Có sự quan đúng tâm rồi, rất là chủ động và tinh tế, và chủ động và hành động đúng rồi. Người người đàn ông làm nhiều hơn đó, là nói rồi. Ừ. Rồi bây giờ nè, sau cái chương trình đó đó, sau chương trình ép đôi hàng tóc là bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có cái lần hẹn hò đầu tiên, mà cái lần đó là đi đâu và làm gì? Sau cái chương trình đó là ngày hôm sau tụi con gặp nhau rồi. Nghĩa là gặp cái đợt suốt đó luôn là á. Gặp nhau suốt quay luôn xong đó. Về cái là hai đứa gọi Zalo này kia, cái xong bắt đầu ngày hôm sau là con mới là tại vì lúc đó dịch đó là cũng không thích đi đâu, tại không có đi đâu chơi được, cái mới la là thôi để anh qua nhà em chơi. Cái lúc đó là qua nhà cái con mua trái cây rồi sữa chua kiểu rồi qua. Xong bữa đó bạn nữ hơi bệnh á, là cũng quan tâm một xíu, cái hai đứa ngồi uống uống rượu. Uống rượu tại gia luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên trong tủ lạnh có hai chai soju. Mà uống rượu với trái cây hay sao? Dạ đúng rồi. Dạ rượu trái cây á. Sao chắc con thanh đạo quá vậy? Ủa nhưng mà lúc đó là con ở cái nhà đó là ở với gia đình hay ở mình? Dạ, con ở một mình. À dạ. Bởi đi đâu chi cho mệt. Dạ. Dịch rồi đi tốn dạ. tiền cho mà ở nhà ở nó nhà. Vui vẻ biết bao nhiêu. Còn điều này nữa, chúng nó nhậu với nhau mà nhậu tại gia thì không biết nó có cái chuyện gì nó xảy ra không? Em hỏi nó đi chứ hỏi chuyện chi. Biết đó thì giờ hỏi tự nhiên đó. Nó hỏi cô sao cô biết được trời. Đó nhậu nhậu tại gia không có điều gì nó xảy ra. Soju với nữa. Trái cây. Soju là cái mỏ nó sẽ chu đó. Thì có cái gì nó dạ, thật nó ra tiếp diễn là sau đó cái hôm đầu tiên á là gặp nhau chỉ là ngồi nói chuyện chơi vui thôi, cái là cái chuyện nó xảy ra là sau đó chứ không phải là ngày đầu tiên luôn. Tại vì ngày hôm sau là hôm qua là mua nào là la cây lau nhà rồi chỗ quét nhà kia hút rác này tất cả mọi thứ mua qua, rồi xong là có một dịp là sinh nhật của chị vợ con. Nghĩa là con chủ động là la thôi để anh đi với em, anh chở em đi, tại vì vợ con trước là đi chủ yếu là nữ không à, đi là phải bắt ráp đi này kia, la thôi để anh chở em đi mua bánh hay là làm gì sinh nhật, tổ chức sinh nhật chị làm chung á, nói chung cũng lâu, chị đó là cũng đùm bọc vợ con trên này rất là nhiều. Cho nên là con chủ động qua, xong qua bên đó nhậu sai này kia cũng bế tỷ luôn. Chứa sai luôn. Ai có nghĩa là con chưa sai nhưng mà tụi con hiểu không? Tụi con á, tụi hiểu cái chú Thuận chú hỏi gì không? Cuộc đời chú Thuận chú chỉ cần biết á, không cần biết sau đó mấy ngày. Dạ. Chú chỉ cần biết là tụi con hung nhau lúc nào. Đó. Dạ. Mấy ngày sau thì hung nhau. Thật ra thì sao có người gì tò mò quá. Chồng con nói là dịp gì đó. Nhưng thật ra cái dịp đó cách ngày quen tụi con quen nhau là có 2 ngày à. 2 ngày sao? Dạ đúng. Có nghĩa là ngày hôm trước là tụi con quen ở đây. Xong nói chuyện một tiếng gọi điện thoại. Xong rồi ngày hôm sau là tụi gặp nhau ở nhà. Soju và trái cây. Thì lúc đó xuống dưới nhà thì con có chủ động kéo khẩu trang, chồng con là có tính hôn má thôi. Chồng con quay ra chụt một cái hôn môi luôn. Tức là ngay ngày hôm sau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy đó nó cứ ràng ràng. Đó, nó ràng ràng luôn đi. Cái tới ngày thứ hai, có nghĩa là cái ngày mà sinh nhật của chị con á, chồng con cũng chủ động lắm. Anh qua với em đồ nha. Rồi anh chở em về, thì hôm đó con nghĩ là tại vì trước con không nghĩ là anh chủ động đến mức độ vậy luôn. Có nghĩa là qua đến đây rồi, con nghĩ là chồng con sẽ về, con tính anh về nha, con vừa mất rin vô. Chạy vô nhà luôn. Chạy vô trong nhà luôn. Rin vô, xong rồi em đóng cửa lại nha. Xong rồi gạt chân xuống cái đi lên trên lầu. Rồi xong rồi tắm rửa thay đồ. Có phòng con chưa rồi vô, em vô có hai lần thứ hai à, vô tắm rửa thay đồ nằm ra luôn. Cái... giống như nhà của ổng vậy hả? Dạ, đúng rồi. Thì người đàn ông làm nhiều hơn nói mà. Ông nói vậy. Và đêm đó cái gì tới nó cũng tới đó hết luôn. Dạ. Đó rồi. Dạ. Mà là... đêm thứ ba đó là lần thứ ba đó đúng không? Thôi, lần thứ hai. Đâu, lần thứ hai là sinh nhật. Là bữa đó là bữa luôn đó, chú luôn. Chú Pin này hỏi mà không có chịu nghe tới nơi chú. Không. Bữa thứ hai. Bữa là sao mà làm bữa cây lau nhà luôn á. Bữa đó luôn á. Tại vì mấy đứa nó thần tốc mà. Cái tên chương trình đúng luôn. Cái tôi thần tốc. Là lúc mà tụi con quen cái ngày mà nói chuyện, lúc cái hôm đầu tiên nói chuyện là cảm thấy rất là tương đồng luôn. Tất cả mọi thứ về tư duy luôn. Tại vì con thấy là những cái thời điểm mà sao mà gì cái mà sao mà người ta tiêu cực nhiều lắm, mà sao anh lại nói chuyện rất là tích cực, vui vẻ hòa thuận mọi thứ. Thấy thấy hợp quá là thôi giờ tính tới cái chuyện quan trọng nhất thôi. Rồi sao nè? Mà sao con gan quá vậy đâu, con kể ngay lúc đó con hồi hộp không? Dạ.
con có nghĩ đến một cái tình huống là con bị đục hoặc là mình qua phòng bạn nữ, bạn nữ ăn mặc cái kiểu rất là sexy mà mình đã kiểu có men trong người rồi mà mình nếu mà không làm gì thật sự đó không phải đàn ông. Cái kiểu ví dụ như mà mình qua nhà bạn nữ đi, người ta mặc đồ bộ hay là kính cổng cao tường còn e dè đúng không? Đúng rồi, cái này mà kiểu vậy nói chung là người ta cũng có cái gì đó với mình, đèn người ta xanh đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là cái đó là con biết cái chủ động của mình là nên làm cái gì thôi. Nói chung là mặc đồ kính cổng cao tường mình còn e dè, còn sexy quá là ô dè luôn. Dạ đúng. Tại là thì quá em mới phải chủ động như vậy để khơi mở. Rồi sau đó nhưng mà rõ ràng là hai đứa cảm thấy rất là hợp nhau đúng không? Về mọi phương diện luôn đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì mới cưới? Sau đó mọi việc nó có thần tốc như vậy. Như là cái chuyện đó không? Dạ xong là tụi con về nhà nhau chơi là sau khi dịch đó là đi được tỉnh, về tỉnh được rồi. Có nghĩa là con về Vũng Tàu chơi. Là tại trước đó là con nói là nếu mà hết dịch đó là vợ con về quê á thì con trở về. Rồi xong con cái lên chương trình con nói ba mẹ vậy luôn. Cái là đợt đó con chở vợ về cái ra mắt ba mẹ, bữa đó là sinh nhật của ba. Dạ đúng rồi. Cái con mua bánh kem này cho ba này kia rồi ăn, nói chung là ấm cúng gia đình. Rồi xong hàng xóm này kia, không trước qua chương trình là hàng xóm nói chung là ở dưới là rất là thân thấy với rồi, nhau. Thấy rồi, đúng không? Rồi kéo lại nhậu, bữa đó con bí tỉ luôn. Bữa đó sụp luôn. Có nghĩa là ba mẹ của con là ưng bạn này liền luôn. Dạ, đúng không? Rồi. Còn ngược lại sao? Dạ thì sau đó một tuần thì tụi con về Bến Tre. Thì cũng y chang như là, nhưng mà thay đổi vai trò lại. Lần này con nhậu với cha mẹ của Hiệp. Dạ, cha mẹ của chồng con thì lúc đó nhậu thì tầm 12 người. Đó thì cha con bày bàn hết ra rồi bắt đầu chọn đợi chờ này kia, bắt đầu hết chờ vô nhậu là đến cuối buổi thì tầm khoảng đêm là còn có mỗi con với cha con thôi. Cha. Trời ơi. Đối ẩm đó, đối ẩm. Trời ơi, cha con xong từ hôm đó xong là cha con đâu, con dâu tôi đó, con dâu tôi nè. Đó. Đúng rồi. Dạ, tiếp con ổng cho đến bàn tiệc luôn mà. Còn mẹ của vợ chồng của con là tại vì do là chồng cũng có kể là mẹ rất là hiền. Thì cũng là dễ, con cũng về con nói chuyện, con chia sẻ tâm sự chồng đi đâu đi đi, con kêu anh cứ đi đi để nói chuyện với mẹ. Và ngay từ hôm đầu giờ là tụi con nó xưng cha mẹ ba mẹ rồi chứ không có dè dặt nữa. Thì tại vì quyết định tương lai rồi thì thì mẹ ngồi mẹ kể hết cho con nghe về những chuyện của Hiền trước, như từ người yêu cũ, người yêu mới hay sao, quen ai sao, cấp 3, sao cấp 2, sao kể hết luôn. Đó là từ hôm đó thân với gia đình. Và điều đó là trước giờ mẹ chưa kể với ai hết. Đó thì nói chưa chưa có gặp người để mình chia sẻ được á. Cái xong vợ vô khai thác xong mẹ kể từ cái lúc mà hồi cấp 2 biết nhậu khi nào, rồi cấp 3 làm sao, rồi đi đâu làm gì kể sạch sành sanh luôn. Cái đó đi mua đồ về cái hỏi anh đó anh vậy anh vậy, ủa là sao em biết, mẹ kể hết rồi, phân tích hết rồi, cái ủa đó giờ chưa bao giờ mẹ kể với ai như vậy luôn, tại vì mẹ chấm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy là cặp này nó cũng thần tốc thiệt chứ ha, trơn tru mọi thứ. Mà một điều đặc biệt nữa là mặt mẹ, mặt của vợ á rất giống mẹ, mặt của mẹ con. Dạ còn mặt của chồng con rất là giống mẹ con. Ủa thì biết sao giống hệt à, tại hai đứa nó cái mặt nó giống nhau á. Dạ. Con hồi cái đợt mà đám cưới con có hỏi ba đó giờ có lang thang ngoài Vũng Tàu. Không có đâu. Vậy là phải đến hỏi ba con lang thang ngoài Bến Tre không? Dạ, hoặc là, dạ, đúng hoặc rồi. Là ba của con đó. Cái đợt mà đám cưới, cái đợt đám cưới ở Bến Tre là người ta cứ nghĩ là con là rể không à. Cứ là cô này đi gả gái, đi gả con gái, hỏi rể đâu vậy, con là ở Vũng Tàu ăn tin. Hay quá. Thôi vậy là cái đoạn này là coi như là hai ông xui chắc đang tự vấn với nhau. Dạ, hỏi được cái là sau riêng, nhắn tin với biết một cái ê ông nội hồi đó có bao giờ đi Vũng Tàu chơi vào cái năm đó không? Ông kia, vậy lúc đó tôi ở Vũng Tàu ông Bến Tre ha. À, rồi như vậy là chắc là cưới liền đúng không? Dạ được một cái là sau cái hôn, mà cái hôn ngày thứ hai con nói á là chồng con nói luôn là anh phải cưới em làm vợ, có nghĩa là không có nói anh sẽ, anh phải cưới em làm vợ. Là ngay sau hồi tháng 3 á là khi mà tụi con vừa mở quán bún xong thì chồng con gọi điện không có đêm đó kêu em ơi cưới nha, cưới nha. Con tưởng đâu là cái khung cảnh cầu hôn nó phải là dơ lên rồi anh sẽ dơ ở biển rồi này kia vậy đó. Không, em cưới nha, cái sao sao alo cha xem ngày giùm con nha cha. Xong cái cha về xem ngày con ở tháng 5 hoặc tháng 1. Thôi tháng 5 đừng tháng 11 giờ làm liền. Là chuẩn bị cưới trong vòng đúng 1 tháng. Rõ có cầu hôn lãng mạn không? Dạ không, dạ thì đó. Để con kể nghe, lúc đó là sao nè, cái bữa cầu hôn sao nè. Để con, lúc đó là 3 giờ sáng. Lúc đó ngủ đang nằm mơ thấy sao tự nhiên vợ con đi với ai á. Cái tự nhiên mình tức quá, quen mình thời gian rồi mình tìm hiểu kỹ quá, hợp nhau quá mà sao tự nhiên đi với ai bỏ em, cái giật mình dậy. Lúc đó là 3 giờ sáng, cái vợ đang ngủ cái quay ra nói vợ em ơi cưới nha, cưới cưới. Vợ đó mơ mơ mà
Còn kiểu... không cầu hôn gì cũng lãng mạn đó con. Thiệt mà, lúc vào lúc 3 giờ sáng trong khi hai đứa còn đang xe ke. Người ta là cầu hôn lúc bình minh lên là con cầu hôn bình minh chưa lên cầu hôn. Mà con bé mơ nó đang đắm chìm trong giấc mơ. Nó mơ, nó trả lời trong mơ mà. Mà nó ở hở trời ơi coi ông cầu hôn kỳ vậy mà. Rồi có tặng nhẫn được không? Dạ có. Sau đó. Sinh nhật con thì chồng có nói chung là chồng con được cái là muốn gì có, nói giờ hiện tại là nhà con tiền chồng con giữ nhưng mà con muốn gì cũng có hết. Ừ. Ông thì... bụt của con đó phải không? Thôi, dạ. Nói chung là thôi vậy giờ mình vô trong cái cặp gia đình quá đi. Chị ơi. Nó kể vậy chứ mà dễ gì mà không có cái loại tật xấu. Các mấy đứa coi như là thân thiết với nhau đâu có tật xấu đúng không? Có sao không có? Nếu không có mình qua luôn, có không? Dạ có. Đó. Sao không có? Có bây giờ kể mà? Khui đi nào. Không mơ có tật xấu gì hả? À, vợ con có một cái tật xấu thôi, cái nói chung là tất cả mọi thứ đều ok. Có một tật xấu là hơi bừa bộn. Đồ đạc nha. Ví dụ như mặc đồ về á, con là người dọn không à, ví dụ như đồ mặc xong quăng chỗ rồi con phải lấy đồ đem vô máy giặt, rồi đồ quăng lên giường con phải lấy làm phơi. Cái tiếp con là người không thích đứng yên nhìn cái gì đó bề bộn. Thật sự luôn, từ nhà, từ cái việc mà từ trước cửa nhà sau tới vô nhà vệ sinh luôn là tất cả mọi thứ này con đều cảm thấy nó ngăn nắp ok hết rồi. Nhìn nó ok, tại tính con vậy hay sao á, với con là người thích dọn dẹp nữa là vợ con cậy cái tính đó hay sao á, sướng luôn vậy gì? Là bé này hơn quá hàng gì. Bây giờ liên tưởng tới cái vụ mà bữa ông lại ông thấy lau nhà đó, qua bữa sau là ông giác coi như là chổi nè rồi lồ lau nhà rồi lau luôn. Con có ý kiến là không phải tại vì do con không làm hồi trước con sống rất một mình, rất là ngăn nắp và gọn gàng luôn. Nhưng mà từ ngày có chồng con chưa kịp dọn là chồng con dọn rồi. Có nghĩa là nhanh hơn mình. Có nghĩa là con chưa kịp làm gì hết, ủa anh ơi cái khăn em đâu, anh máng lên rồi, ủa anh ơi bộ đồ em đâu, anh có vô máy giặt rồi, ủa anh ơi cái đồ anh giặt tay anh phơi luôn rồi. Rất là nhanh. Sướng quá vậy con. Chúc mừng con nha, con quá sướng luôn á. Rồi ngược với em, em chưa kịp nữa thì là đã bị vợ chửi. Vợ tôi cũng vậy đó, vừa cởi ra cái là quay lại là mất tiêu luôn. Mà nhanh lắm, phải giống như ma. Vừa có cái quay qua, trời mất tiêu rồi. Tôi bỏ máy giặt rồi. Đúng rồi, dễ thương vậy là chúc mừng em luôn á. Quá trời đáng yêu Liên á. Ồ thiệt á, đôi giày vừa cởi ra cái, ủa vậy đâu rồi. Nhanh lắm, phải nhanh lắm. Rồi sao nữa nè, còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì có một tật xấu đó thôi chứ tất cả mọi thứ đều đang ok rồi. Có mua sắm vượt chỉ tiêu gia đình không? Có bị ghiền không? Shopee rồi đó là cái bệnh của các bà vợ dạ, thời rồi. Đại đó. Đó. Đây là thánh cuồng Shopee. Đó. Hồi trước con là từ một thành viên không có ý nghĩa gì của Shopee, hiện tại là con thành viên VIP của Shopee luôn. Thấy chưa? Mua của nít mình xong chưa xong, mua qua nít con nổi mà con thành viên VIP luôn. Ủa, thí dụ đó, thí dụ như cái cuồng nó như thế nào? Con đã sơ sơ thôi. Dạ ví dụ như là thấy sàn dơ đi, chỗ lau nhà cũ quá thôi để mua cây lau nhà mới nhưng mà vẫn còn sử dụng được nhưng mà vẫn thấy phải mua cái mới. Hồi trước là tụi con mới dọn ở Phú Nhuận nè, tất cả đồ bếp là vợ mua hết, từ cái nhỏ những thứ không cần thiết không sử dụng tới cũng mua luôn. Buộc con phải là người cất hôm mốt hỏi anh ơi hồi trước em mua nè, em nhớ em có mua nè, mà ở đâu cái là con chỉ chỗ đó đó mới đi lấy, chứ thật sự là mua mình không biết mình mua gì luôn. Đúng rồi. Mấy đứa mà ghiền shop là nó như vậy không đó con, cứ toàn mua về thôi. Chứ là phải canh mấy cái bữa mà săn sale đó đúng không? Săn sale con muốn mua luôn. Cái đợt con đi đá banh có 1.5 tiếng, tự nhiên có tin nhắn điện thoại, tin tài khoản của bạn bị trừ 1.5 triệu, là không biết cỡ nào vợ con nhà cũng đi săn Shopee hết á. Kiểu như mỗi lần nó con diện hỏi là sao em mua sắm nhiều quá vậy, tại đi đá banh nhà em buồn nên mua sắm thôi cho đỡ buồn chứ em đâu muốn mua đâu. Ồ, thấy thương quá. Nghe thấy thương luôn, giờ nói gì nữa giờ chú. Vừa nói xong muốn bỏ cho banh luôn, muốn nghỉ đá banh luôn. Mỗi lần đi có tin nhắn ngân hàng là ông thấy mệt người luôn á. Rồi giờ tới con đó mơ. Dạ. Ổng sao, có tật xấu gì không? Trời ơi, con thiệt chồng con có tật xấu rất là lớn. Ví dụ như hồi trước cô là ví dụ như là đàn ông hay nói người ta là sau này anh cưới em anh sẽ phụ em đúng không? Chồng con không phụ một cái gì hết mà chồng con làm hết. Có nghĩa là làm đến mức độ mà con cảm giác là nếu được may một cái là con nấu ăn ngon, với cả là cái việc mà buôn bán kinh doanh con nói chuyện cũng được á. Nên là con làm chủ được cái vấn đề đó, là ví dụ chồng cần ăn gì là em ơi anh thèm này quá em nấu anh ăn đi. Đó, mà trong khi là con đã chuẩn bị đầy đủ một cái hành trang làm vợ là nữ công gia chánh rồi, giỏi việc nước đảm việc nhà, là sau này về là chồng cứ ở yên đó em làm hết cho. Nhưng mà tước hết quyền đó cái... luôn, đó là tất cả mọi thứ luôn, về chồng lau nhà giặt đồ rửa chén nấu cơm lâu lâu cũng dành rồi, xong rồi cái gì nó là dọn nhà, tất cả mọi thứ luôn, rồi chăm chó nhà, có nuôi 2 con chó bút đồ. Trời ơi thiệt nó sướng quá. Đúng là bé mơ con. Ô, sống đồ, cuộc sống trong đó, mơ con không biết là kiểu là tốt hay xấu, nhưng thực sự đối với con là chồng con bị ôm đồm á,
Có là con muốn phụ lắm mà con em để em làm thôi, để anh làm xong rồi em chưa kịp làm xong rồi, có nghĩa là con chưa kịp làm cái gì hết là chồng con xong hết rồi, thành ra con muốn phụ cũng rất là khó. Nên cái việc con làm được duy nhất trong nhà đó chính là nấu ăn đó, nên là con làm được mỗi việc đó là mà nấu xong là rửa là ổng rửa luôn. Dạ đúng rồi. Có cái con rửa nấu xong là con hay vừa rửa vừa nấu. Ừ. Thôi đừng có nấu, để đi thôi, đừng có rửa để đi để anh rửa. Không, con vẫn rửa, em để nó cho anh, để anh rửa. Trời ơi vậy luôn á. Dạ đúng rồi, có nghĩa là xong rồi có nhiều khi mà con nấu ăn ra thì con nấu đồ ăn thì phải nóng ăn mới ngon, thì lúc đó là đôi lúc mà con phải dậy sớm á, con cố gắng con dậy sớm nấu ăn cho chồng, thể hiện một cái người làm vợ rất là đảm đang chỉnh chu rồi đó, là nấu cơm sớm với chồng, anh ơi dậy ăn. Không, con vừa nhích ra khỏi cái giường 5 phút thôi chồng con dậy bắt đầu lau nhà, gọi là bày việc làm, lau nhà rửa chén quét nhà rồi dọn chó chăm chó rồi lau nhà phòng vệ sinh có làm hết. Tới lúc mà con kêu anh ơi cơm tới rồi, xong rồi, nóng xong rồi, ăn đi, thì vẫn còn đang làm. Thôi đợi xíu anh làm, anh đang phơi đồ đó, anh đang giặt đồ, đợi xíu, đồ ăn nguội luôn. Trời ơi, bà đang kể tật xấu của ông chồng thiệt luôn á. Thì bây giờ theo bị lạc đề không? Thì theo con nhìn nó có cái gì xấu lạc đề không? Thì ôm đồ, có đối với con đó là sự ôm đồ. À, đã thấy là tật xấu đúng không? Đúng, có nghĩa là với ai tối con biết nhau thật sự là rất là ôm đồ, là ôm đồm đúng không? Chia sẻ, con muốn chia sẻ chồng cho chồng có thời gian nghỉ ngơi. Đây hai vợ chồng thì làm chung, công việc thì làm chung, thời gian thì y như nhau, mà công việc thật chồng con là làm hết. Chưa, em có nhờ con chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Thôi kệ nó đi. Có đi. Con đừng có ước, kệ nó, đừng có nói nó xấu, kệ nó. Mai mốt con chỉ cần đẻ con ra con nuôi con là được rồi. Dạ. Khỏe luôn. Không, con dành phần nuôi nha. Tại vì thì chồng con nói chồng con nói vợ rồi, nếu mà đẻ con ra là con phải do anh dạy. Em cứ việc làm việc của em thôi, em cứ im đẻ thôi. Không, dạy là khác mà chăm là khác, thôi con để nó chăm đi rồi con dạy thôi. Không chịu. Từ nhiều khi con chăm phải nghĩa là mất 2 năm chăm. Rồi sau đó bắt đầu dạy dạy lên 2 năm là chăm tâm đã đời lắm á. Không, nhưng bắt đầu dạy từ 6 tháng được rồi. 6 tháng là bắt đầu dạy chơi, rồi. Cũng là chơi với dạy con á. Rồi bây giờ thôi, giờ hãy đào bới một cái tật xấu như của ổng đi. Có không? Giống như con lại con không biết cái này tật xấu hay tốt nữa, nhưng với con nó vẫn là xấu. Đó chính là kiểu tính toán chi ly rất là kỹ. Đó là lý do vì sao chồng con giữ tiền trong nhà nha. Con không có tiền trong người. Dạ, nhà con thì bao nhiêu tiền là chồng con giữ hết. Điện từ nước, chi tiêu là. Dạ đúng rồi. Thì đôi lúc có những cái việc nó không cần phải tính quá kỹ, nhưng chồng con tính rất kỹ, đôi làm cho mình cảm thấy mệt á. Ví dụ như là đợt đó là ví dụ mấy cái tiền tụi con hay làm kinh doanh á, thì nó hay có những cái chi phí phát sinh á, có nhích ra có tầm 10,000 thôi. Sao ta, sao nhờ em, sao này em, sao vậy ta, cứ nguyên một ngày luôn mà cái mặt buồn hiu luôn. Đúng là chỉ có một chút xíu thôi mà không biết không. Nó phát sinh ở chỗ nào. Đúng rồi. Cứ suy nghĩ hoài, cứ phải đánh đo hoài và làm cho bản thân của mình rất là nặng trĩu. Và đôi lúc những cái có việc gì và gọi là phát thiệp cưới. Đợt đó tụi con ở trên Sài Gòn thì nó khá là xa xôi, thì thôi mình đi đâu mình cầm hết một đống đi, đâu có phải là quá nhiều người đâu cô chú, một sấp vậy à, cầm theo là được rồi. Cứ tới giờ em ơi nay có ai để anh xếp ra nè, của em bạn là có ai cứ hỏi, mà trong khi là con đang làm việc, con đang tư vấn này kia với khách hàng đó. Thôi để anh xếp cái này, rồi cứ xếp đại, rồi hồi sau cái thiếu. Mà trong khi em cứ mang hết đi đi. Anh cứ mang hết đi đi, anh cứ ngồi anh suy nghĩ làm gì, mà có mỗi cái thiệp cưới không mà suy nghĩ 3 ngày 3 đêm. Là này sao ta, hôm nay đi của ai ta. Rồi có nghĩa là chồng con suy nghĩ dùm con hết. Bởi vậy lấy con xong ai cũng kêu ông già đi mấy tuổi. Con từ một cái người rất là trưởng thành xuống còn có 15 tuổi thôi. Đó. Tại vì em lo hết rồi. Đúng rồi, suy nghĩ dùm hết luôn. Ví dụ như có những cái chuyện nào mà cụi con mua quà cho ổng mà ông cũng phải tính toán, cũng phải trăn trở về cái món quà không? Dạ có luôn. Đợt đó con sanh xuất đi. Con thấy này cái quần của chồng hơi rách nha. Anh còn mặc được. Đó, hơi rách thì con mới lên con mua cho chồng mấy cái quần. Trời ơi, em nghĩ sao cái quần này mới 200 ngàn. Em nghĩ anh mặc cái quần có 100 mấy thôi, em kêu 200 ngàn. Đi mua cho chồng đôi giày hai, gọi là tại vì chồng con chỉ có một đam mê duy nhất là đá banh thôi. Tại vì nhậu, hai vợ chồng nhậu chung. Đó, đi chơi bạn bè hai người đi chung. Thì có một cái đam mê duy nhất là đá banh. Thì con quyết định con mua chồng con cái giày đá banh thật là xịn. Có 2,000,000 đó, mà chồng con em nghĩ sao mà mua đôi giày đá banh 2,500,000 nào giờ là anh mua có 500,000 thôi. Ngồi tiếc đứt ruột, ôm đôi giày đi ngủ luôn, không đeo luôn. Tiếc tiền, tiếc giày đó tới giờ vẫn chưa mang luôn. Tại đôi giày cũ hay xài được. Trời bây giờ ơi. Mong muốn ông xã tuyệt vời này thay đổi điều gì? Con chỉ mong chồng con bớt ôm đồm lại đỡ nhức đầu, bớt chia sẻ với việc đúng rồi, cứ có gì với để vợ, đúng không? Đúng rồi, để cho vợ làm bớt, rồi cứ có gì bớt suy nghĩ lại, có nghĩa là đừng có lo lắng đánh đo nhiều thứ quá, tại vì vẫn có vợ bên cạnh mà. Đó, và được một cái là lúc mà tụi con cưới nhau thì ai cũng nói là hai đứa con mà hợp ghép lại với nhau làm anh rất là ok. Nó không có gì phải lo lắng cả, cứ thoải mái cứ làm anh. Đây chồng con cứ lo lắng mọi thứ.
Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì không? Nói chung là hiện tại là hai vợ chồng con, hồi trước á là khi quay chương trình xong con bảo là ví dụ như mà em đang gặp vấn đề gì á thì em cứ việc trao đổi với anh, có nghĩa là con không phải là người tiếp người là đón cảm xúc của người con gái, có nghĩa là con cần gái chủ động, ví dụ như là em đang cảm thấy thế nào, em đang cảm thấy như thế nào á thì nói thẳng với con, là con biết mà cái cách bạn gái đang trong cái trạng thái thế nào á thì mình biết cách xử lý. Mà bạn gái con làm được điều đó là ví dụ như hai vợ chồng đi nhậu là đi với bạn con hay đi bạn vợ gì á là hai đứa không hài lòng nhau thì gì về nhà trao đổi với nhau liền luôn, chứ không phải là để hôm sau. Ví dụ hôm nay anh thấy em không được điểm đó là em nên làm như vậy sẽ tốt hơn nè, kiểu như vợ không góp ý con, là hai người giải quyết vấn đề trong cái ngày hôm đó luôn. Có nghĩa là hiện tại đang làm rất tốt việc đó rồi, cho nên là con chỉ muốn là duy trì cái việc này cho tới sau này tương lai thôi, chứ cũng không muốn thay đổi nhiều về vợ con. Nhưng mà cô thấy vậy nè, hai đứa tụi con á, nhất là chồng á nha, cái việc làm việc nhà không sao hết, cứ để nó ôm đồm. Chỉ có bớt cái việc gọi là suy nghĩ. Tại vì con biết không, bây giờ tụi con đang còn trẻ, nó khác. Nhưng mà sau này con lớn lên rồi, con càng ngày càng lớn lên á, thì cái đó nếu như nó thành một cái nếp của con á, là con sẽ rất dễ bị về đột quỵ á, stress á. Không, cái đó cô nói nghiêm túc. Tại vì bây giờ đang vậy ha, xong càng ngày á là cái cấp độ nó càng ngày càng cao, bởi vì công việc nó càng ngày càng phát triển rồi. Sau này còn con cái, còn chi tiêu đủ thứ nữa. Con suy nghĩ nhiều quá là không tốt. Có những cái nào bỏ được con gạt qua. Không, cái đó cô nói nghiêm túc đó. Đó là một cái. Cái thứ hai, khi mà con làm hết cái việc đó cho vợ con thì vô hình dung con đã triệt tiêu đi cái bản năng mà của vợ con nó có. Nó là một đứa rất là thông minh, nó là một đứa rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà từ từ các con không cho nó cái diện về văn ôn võ luyện mà, con hiểu không? Không để nó mai một đi, nó phí hoài. Phí hoài một tài năng. Con hiểu không? Thành ra con dạy gì? Suy nghĩ, để nó suy nghĩ bớt đi con. Đúng rồi. Cái đó cô nói nghiêm túc. Thì Hồng dần nó đúng. Đúng không? Nhưng việc nhà con cứ làm đi, không sao hết. Việc nhà làm là để nó thoải mái được cái đầu nó nữa. Thiệt, cái đó là cái mà để cho xả stress đó em. Thì chứ để không là từ ngày cái là mình bị lười tính á. Rồi chắc chắn là sẽ đến một giai đoạn gọi là ỷ lại. Ỷ lại cái đầu thôi. Cái triệt tiêu cái tư duy không tính, không tính đâu, cái bị lì ù lì liền. Đúng rồi, tại vì nhiều lúc mà suy nghĩ về công việc của hai đứa bị bí là con tìm cái đó con làm. Ví dụ như là mền này gấp chưa đúng rồi con gấp. Thì cái đó cô khuyến khích mà. Cái đó cô khuyến khích con mà. Đừng có kệ đi, cứ cho làm đi. Mà nói gì nói thì cũng phải chúc mừng bé Mơ. Dạ. Một người chồng quá tuyệt vời. Đúng rồi. Em cũng, chị cũng chúc mừng em á, tìm có một người vợ quá tuyệt vời đó. Thôi đi, Phật ra là cũng cảm ơn chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đã mang đến một cặp đôi vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son rất là tuyệt vời, rất là đáng yêu ha. Đôi rất là đáng yêu, và chúc cho hai bạn có một cuộc sống đó thật là viên mãn, hạnh phúc, và trong năm sau có em bé luôn. Dạ.